Cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với thời lượng của bản tin 24 giờ. Trong chương trình ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những tin tức đáng chú ý nào. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Siêu bão Hải Phòng 140 năm trước, một trong năm siêu bão thảm khốc nhất lịch sử châu Á, cuốn đi sinh mạng hơn 300.000 người những ngày đầu tháng 10, Hà Nội liên tục đón những cơn mưa mát mẻ. Mùa mưa bão bắt đầu đến dù không ai mong đợi, trở thành một phần trong cuộc sống của chúng ta. Ít ai biết rằng, trong số những cơn bão siêu mạnh từng đổ bộ vào Việt Nam, cơn bão có tên Hải Phòng quét qua ngày 8 tháng 10 năm 1881 là một trong những sự kiện thảm khốc nhất trong lịch sử thời tiết. Cấp độ của cơn bão vẫn chưa được xác định vì nó xảy ra trước những tiến bộ khí tượng của thế kỷ 20, nhưng khả năng tàn phá của nó có thể vượt qua những cơn bão nổi tiếng như Vàm Cỏ, Hải Yến, Sang-sen, Goni, Sơn Tinh. Cơn bão khổng lồ này đã đi qua đảo Luzon, Philippines và Vịnh Bắc Bộ, tàn phá thành phố Hải Phòng và khu vực ven biển xung quanh, gần như hủy diệt mọi thứ trên đường nó đi qua. Không có nhiều tư liệu ghi chép lại về cơn bão này bởi thời điểm đó khoa học khí tượng ở Việt Nam chưa phát triển. Chính vì vậy số người thiệt mạng tại thành phố Hải Phòng lúc bấy giờ không được ghi nhận cụ thể. Tuy nhiên con số thiệt hại về người tại những nơi bão Hải Phòng đi qua thực sự gây ám ảnh, tổng số khoảng 300.000 người đã thiệt mạng, gấp 47 lần so với số nạn nhân do cơn bão Hải Yến gây ra năm 2013. Đây cũng là một cơn bão đặc biệt với chặng đường di chuyển khá dài, hình thành từ ngày 27 tháng 9 năm 1881 đến ngày 8 tháng 10 năm 1881 mới tan. Số nạn nhân thiệt mạng được cho rằng tương đương với lốc xoáy Coringa diễn ra trên vịnh Bengal, Ấn Độ ngày 25 tháng 11 năm 1839. Cả hai sự kiện này luôn được xếp vào danh sách các thảm họa thiên nhiên đáng sợ nhất lịch sử. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Việt Nam, tuy không có đủ hồ sơ dữ liệu, nhưng nếu tính theo thang bậc được sử dụng hiện tại thì siêu bão đổ bộ vào Hải Phòng tháng 10 năm 1881 có thể đạt sức gió cấp 13 đến 14. Tuy nhiên, trong lịch sử, con số 30 vạn người chết do bão Hải Phòng gây ra vẫn chưa khủng khiếp bằng siêu bão Hola quét qua Bangladesh vào năm 1970, khoảng 300.000 đến 500.000 người thiệt mạng và tàn phá vô số tài sản. Những cơn bão luôn khiến chúng ta sợ hãi là vậy, nhưng trong lịch sử cũng từng có lúc bão bị coi như trò đùa dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Đó là một bài học vô cùng thấm thía về chuyện coi thường tự nhiên. Nghe bão đổ bộ vào Cà Mau, nhiều người kháo nhau đi xem vì cả trăm năm vùng này không hề có bão. Hậu quả, hơn 3.000 người chết và mất tích, gây thiệt hại cho 21 tỉnh phía Nam. Tại hội thảo nhìn lại 20 năm cơn bão Linda và những bài học kinh nghiệm tổ chức cuối tháng 10 năm 2017, Nguyên Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Huy Ngọ kể lại, bão đổ bộ vào Cà Mau như chuyện của những người thích đùa. Có người còn hồ hởi kháo nhau đi xem bão là gì, vì vùng đất này cả trăm năm nay bình yên, chưa hề có khái niệm về bão. Không chỉ người dân, quan chức cũng nghĩ vậy, gọi về địa phương để cảnh báo. Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão đều nhận được phản hồi trong đây làm gì có bão mà ngoài đó cứ hốt hoảng. Ngày 1 tháng 11 năm 1997, một vùng áp thấp cách quần đảo Trường Sa khoảng 300 km về phía đông đông nam và nhanh chóng mạnh lên thành cơn bão thứ 5 ở Biển Đông, tên quốc tế là Linda. Bão di chuyển nhanh, đến sáng mùng 2 tháng 11 đạt cường độ cấp 9 đến 10, sức gió 105 km/h, cách côn đảo 100 km về phía đông. Đêm mùng 2 tháng 11, tâm bão đi vào Bạc Liêu, Cà Mau, ảnh hưởng hầu hết miền Tây Nam Bộ, hoành hành trên đất liền Việt Nam suốt đêm. Sáng hôm sau bão hướng về Vịnh Thái Lan, gây lũ quét làm hơn 100 người thiệt mạng. Bão cũng ảnh hưởng đến Myanmar, Indonesia, Malaysia và Campuchia. Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đánh giá bão Linda là thiên tai thế kỷ với 21 tỉnh thành bị thiệt hại, nặng nề nhất là về sinh mạng, phương tiện tàu thuyền, cơ sở vật chất và mùa màng. Hơn 770 người chết, 2.120 người mất tích, 1.230 người bị thương, chủ yếu là ngư dân, hơn 3.000 tàu bị đánh chìm, 107.890 nhà bị đánh sập, 120.000 hecta nuôi trồng thủy sản và 320.000 hecta lúa bị ngập, ước tính thiệt hại vật chất là 7.200 tỷ đồng. Trong đó, riêng Cà Mau có 128 người chết, 1.164 người mất tích và 600 người bị thương. Những trận bão từng giết hàng trăm ngàn người, siêu bão Haiyan. Người Philippines đặt tên là Yolanda đổ bộ vào Philippines ngày 8 tháng 11 với sức gió 235 km/h và giật tới 275 km/h, khiến 10.000 người có thể đã chết, là cơn bão mạnh nhất từ trước đến nay mà đảo quốc Đông Nam Á này chịu đựng rước Haiyan. Trận bão chết chóc nhất ghi nhận được cho tới nay ở Philippines có tên là Thema, tấn công vào miền trung nước này năm 1991 khiến khoảng 5.100 người chết. Trong lịch sử loài người, những thiên tai làm chết hàng ngàn hay hàng vạn người chẳng phải là hiếm. Thậm chí ngay trong lịch sử cận đại và hiện đại, loài người từng gánh chịu hơn chục trận cuồng phong, bão tố cướp đi hàng trăm ngàn mạng người mỗi trận. Kênh truyền hình Mỹ NBC News công bố danh sách 10 trận bão tố gây chết chóc nhất ghi nhận được trong lịch sử loài người thời cận đại và hiện đại. Bão Hola ở Bangladesh, lúc đó còn thuộc Pakistan, năm 1970, ước tính có 150.000 đến 550.000 người chết. Bão Hola ở Ấn Độ và Bangladesh năm 1737 có 350.000 người chết. Bão Hải Phòng ở Việt Nam năm 1881 có 300.000 người chết. Bão Coringa ở Ấn Độ năm 1839 có 300.000 người chết. Bão Pakistan ở Bangladesh năm 1584 có 200.000 người chết. Bão Pakistan ở Bangladesh năm 1876 có 200.000 người chết. Bão Chittagong ở Bangladesh năm 1897 có 175.000 người chết. Siêu bão Nina ở Trung Quốc năm 1975 có 171.000 người chết. Bão 02B ở Bangladesh năm 1991 có 140.000 người chết. Bão Great Bombay ở Ấn Độ năm 1882 có 100.000 người chết. Tuyệt đại đa số các trận bão chết chóc nhất này xảy ra ở khu vực Nam Á, mà chịu nhiều lần nhất là đất nước Bangladesh mới giành được độc lập từ Pakistan vào năm 1971. Có một trận bão gây bối rối cho các nhà thống kê do khó kiểm chứng tính xác thực của các con số. Đó là bão Nargis đổ bộ vào Myanmar ngày 2 tháng 5 năm 2008. Lúc đó, đất nước Đông Nam Á này đang do giới quân đội cầm quyền vừa tự cách ly, vừa bị cô lập với thế giới bên ngoài, bị cho là để giảm sự ảnh hưởng về chính trị. Chính quyền Myanmar ngưng cập nhật con số người chết ở cái mốc 138.000 người. Cho dù loan báo có khoảng 55.000 người mất tích và có nhiều xác chết mới được tìm thấy, thiệt hại vật chất của cơn bão này lên tới 10 tỷ USD. Theo số liệu do Hội Chữ Thập Đỏ và Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Quốc tế IFGC công bố ngày 3 tháng 5 năm 2011, tức 3 năm sau thảm họa, trận bão Nargis đã giết chết 84.500 người và làm 53.800 người mất tích. Có một sự kiện lịch sử hy hữu là bão thiên nhiên khủng khiếp đã dẫn tới bão chính trị thay đổi cả đất nước. Đó là trận bão đứng số 1 trong bảng top 10 trận bão chết chóc nhất thế giới tại Bangladesh. Bão Hola càn quét vùng duyên hải vịnh Bengal hồi trung tuần tháng 11 năm 1970, nhận chìm các hòn đảo thấp và xóa sổ vô số ngôi làng. Lúc đó, Bangladesh còn là tỉnh Đông Pakistan thuộc Pakistan, nhưng cách biệt với phần còn lại của Pakistan bằng nguyên lãnh thổ Ấn Độ. Sự bất hòa giữa Đông Pakistan và Pakistan đã nóng bỏng trước khi xảy ra trận bão khủng khiếp này. Sau đó, chính phủ Pakistan đã bị chỉ trích nặng nề do cách khắc phục hậu quả thiên tai ở tỉnh này quá tệ. Sự giận dữ của dân chúng Pakistan dâng trào thành những cuộc tuần hành chống chính phủ. Nhờ vậy, phe đối lập ở Pakistan đã giành được chiến thắng vang dội trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra chỉ một tháng sau bão. Rồi nội chiến bùng nổ giữa Đông Pakistan và chính quyền Pakistan dẫn tới kết quả là tỉnh này tách ra trở thành nước Bangladesh vào năm 1971. Nếu xét chung về thiên tai, bão tố vẫn chưa phải là hung thần gây chết chóc nhất cho loài người. Trận lũ sông Dương Tử năm 1931 ở Trung Hoa đã giết chết từ 850.000 tới 4 triệu người. Trận động đất tại tỉnh Thiểm Tây, Sang-sen cũng ở Trung Hoa năm 1556 giết chết 830.000 người. Trận sóng thần châu Á năm 2004 cũng nằm trong bảng top 10 thiên tai chết chóc nhất thế giới với hơn 230.000 người chết. Trung Quốc sẽ phá bỏ 40.000 đập thủy điện. Trung Quốc đang cố gắng tách nền kinh tế khổng lồ của mình ra khỏi than đá và nhiên liệu hóa thạch để đạt được tham vọng trung hòa carbon vào năm 2060. Vậy tại sao Trung Quốc lại muốn phá bỏ tới 40.000 đập thủy điện? Nhiều đập thủy điện đang trở nên dư thừa kể từ những năm 1950. Trung Quốc đã xây dựng các đập lớn nhỏ với tốc độ ồ ạt để tạo ra điện, chế ngự lũ, cung cấp nước tưới cho đồng ruộng và nước uống cho các thành phố. Nhưng những hậu quả của chính sách đó đã tác động đến thời điểm hiện tại. Nhiều đập quá nhỏ để tạo ra điện năng, trong khi những con đập thủy điện khác chỉ đơn giản là trở nên dư thừa vì các con sông cạn kiệt. Ở ngoại ô phía tây Bắc Kinh, trạm thủy điện Mohe, một trong những dự án thủy điện đầu tiên của Trung Quốc, đang dần biến thành địa điểm du lịch, khi không chính thức ngừng hoạt động mà dần dần ngừng phát điện vì tình trạng hạn hán trầm trọng ở phía Bắc và nhu cầu sử dụng nước của người dân thượng nguồn. Theo truyền thông địa phương, chỉ riêng ở Bắc Kinh đã có hơn 80 dự án thủy điện được xây dựng. Vào những năm 2010, con kênh chuyển dòng của sông Vĩnh Định, sông mẹ ở Bắc Kinh cạn kiệt trung bình 316 ngày trong năm, nước ngày càng ít và ô nhiễm hơn. Nhiều đập thủy điện cũ của Trung Quốc không được may mắn khi trở thành địa điểm du lịch như Mohe. Có những con đập mất 6 năm để hoàn thành nhưng lại chưa dùng tới một lần. Vào cuối năm 2017, con sông Dương Tử dài nhất Trung Quốc và các phụ lưu của nó có hơn 24.000 trạm thủy điện trải rộng trên 10 tỉnh. Ít nhất 930 trạm trong số đó được xây dựng mà không có đánh giá về môi trường. Nhiều đập cũ đang đe dọa nghiêm trọng về mức độ an toàn, đặc biệt trong các trận lũ mùa hè. Theo Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc, có 3.515 hồ chứa đã bị vỡ từ năm 1915 đến 2011. Trong số đó có thảm họa vỡ đập Bản Kiều ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc năm 1975, cướp đi sinh mạng của khoảng 240.000 người. Những đập lớn và hồ thủy điện cũng gây ra những chỉ trích vì hủy hoại môi trường. Chúng làm thay đổi dòng chảy của sông, nhấn chìm môi trường sống của sinh vật và ngăn cản sự di trú và đẻ trứng của cá. 40.000 đập thủy điện nhỏ sẽ bị đóng cửa. Trung Quốc vẫn đang xây dựng những dự án thủy điện lớn, trong đó có dự án thủy điện Bạch Hạc Than công suất 16 GW đã đi vào hoạt động. nhưng chính phủ Trung Quốc cho biết họ muốn ngăn chặn sự phát triển của những công trình nhỏ hơn. Trong kế hoạch 5 năm lần thứ 13 cho ngành công nghiệp thủy điện từ năm 2016, chính phủ lần đầu tiên tuyên bố sẽ kiểm soát chặt chẽ việc mở rộng của các trạm thủy điện nhỏ để bảo vệ môi trường. Sau chuyến thăm vùng Dương Tử và Tần Lĩnh ở Tây Bắc Trung Quốc của Chủ tịch Tập Cận Bình năm 2018, ông đã phát động một chiến dịch quốc gia nhằm xóa bỏ hoặc cải thiện 40.000 đập thủy điện nhỏ. Tuy nhiên, những người ủng hộ thủy điện cho rằng cần nhiều thủy điện hơn nữa, chứ không phải ít hơn để giảm năng lượng hóa thạch. Giang Bao Tinh, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Kỹ thuật Thủy điện Trung Quốc cho rằng cần phải loại bỏ các dự án than đá trước, chứ không phải thủy điện, để đạt mục tiêu trung hòa carbon. Một vấn đề nữa là ai sẽ trả tiền để dỡ bỏ những dự án không mong muốn. Đóng cửa nhà máy thủy điện là một chuyện, nhưng dỡ bỏ một con đập thủy điện với kết cấu bê tông lớn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm là một dự án kỹ thuật không hề dễ dàng, Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tổng hợp trên kênh Bản tin 24 giờ của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý vị có một ngày làm việc tràn đầy năng lượng và hiệu quả. Xin kính chào và hẹn gặp lại.